Tiếp theo là cút nhân 2 kinh nghiệm trong 30 phút này. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Jelly Play đây các bạn ơi. Vâng, mình xin chúc các bạn đang xem clip này của mình có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ bên người thân và bên gia đình các bạn nha. Yo yo, và xin chào các bạn. Vậy là đêm cuối tuần rồi. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục, mình sẽ mang đến cho các bạn một cái cốt X2 kinh nghiệm. Cùng với đó là có thể là nhận cho mình ngay là một trái bottle các bạn nhá. Ui dồi, cái dương kìa, ui buông ngay cái dương thôi đã. Ấy ok, hiện tại mình đang ở C3, mình vừa có đi săn Leviathan với các bạn của mình xong. Ấy, nhảy không biết là có bạn nào mà chưa săn được con Leviathan lấy cho mình cái melee mới chưa nhỉ? Bạn nào mà lại chưa lấy được thì comment xuống phía dưới. Và bạn nào lấy được rồi thì có thể là comment xuống phía dưới giúp mình các bạn nhá. Đấy ok. Đấy, trước khi mà đến với cái phần cốt thì cái cốt này thì sẽ có giới hạn lần nhập là được 150 lần các bạn ạ. Nên là 150 bạn đang xem clip này của mình thì cố gắng xem hết clip này. Bạn nào mà bị mẹ ganh chẳng hạn thì cố gắng lưu lại clip này và cố gắng xem hết nhá. Và để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nếu như các bạn chưa like và chưa đăng ký kênh nhé các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy ok chưa? Ôi à. Đấy, trước khi mà đến với phần phát cốt thì mình sẽ có một câu hỏi dành cho các bạn. Mà bạn nào mà trả lời đúng được thì mình sẽ có một phần quà cho các bạn nhá. Ok, vào cửa hàng này. Đấy, bạn nào mà trả lời đúng câu hỏi này của mình thì thứ nhất mình sẽ tặng cho bạn đó máy định vị trá quỷ. Ok, tiếp theo mình sẽ tặng cho bạn đó là một cái thuyền siêu tốc. Đấy, ok chưa? Hai phần quà quá hợp lý dành cho các bạn rồi. Ok, để mà có một câu hỏi như này thì mình phải về C2 các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ về C2 thôi các bạn ơi. Theo chân mình về C2 nào. Ấy yêu, và mình đã về C2 rồi đấy các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ đến với phần hỏi câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay các bạn nhá. Ok, đây rồi. Bác Random cửa hàng Random trái quen thuộc đây rồi. Và câu hỏi của chúng ta như sau các bạn ơi. Đố các bạn biết, bây giờ nếu mình Random thì sẽ ra trá quỷ trên 1 triệu Bailey hay dưới 1 triệu Bailey. Nếu các bạn chọn dưới 1 triệu Bailey thì các bạn nhân đáp A, còn trên 1 triệu Bailey thì các bạn nhân đáp B các bạn nhá. Ấy, bạn nào mà trả lời đúng thì phần quà sẽ là một máy dò định vị trá quỷ và thuyền nhanh các bạn nhá. Ok các bạn chưa? Và đây ok. Nào, các bạn có 3 giây để đưa ra đáp án của mình nhá. 3 2 1 ok, let's go. Tận đúng nào. Bùm. Ui giời. Tuyệt vời chưa? Được chưa nhở? Trái này thì bạn nào mà trả lời đúng thì comment ngay xuống phía dưới này. Comment ngay xuống phía dưới để có thể là nhận ngay một phần quà. Ok các bạn nhá. Đấy, đấy là câu hỏi đầu tiên. Còn câu hỏi thứ hai này các bạn. Chiều tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ hai. Phần thưởng dành cho các bạn này. Thứ nhất sẽ là một thanh hắc kiếm Zoro. Ok chưa, bạn nào chưa có thanh hắc kiếm Zoro này. Ok, một thanh hắc kiếm Zoro. Đấy, và một túi đựng Block Food, ok chưa? Và một túi đựng các bạn nhá. Ok chưa? Đấy. Nào, câu hỏi này. Hiện tại trong cửa hàng Block Food Dealer đang có bán bao nhiêu trái được sale bằng Bailey các bạn nhá. Ok chưa các bạn? Các bạn có 10 giây để trả lời đáp án này này. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, tinh tinh, ok. À, chúng ta còn check đáp án nào. Ôi, đi từ từ anh ơi. Check đáp án thôi. Bạn nào có trả lời đúng nào. Ok, hiện tại có trái rocket là 1 này, trái quay là 2 này, lò xo là 3 này các bạn. Ồ, trái âm nhạc là 4 này, trái sau này các bạn. Xong, 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 xong. Ôi, có mấy trái nhỉ, tôi quên rồi các bạn. Đếm lại 1, 2, 3 4, có 4 trái các bạn nhá. Ok, bạn nào xin chúc mừng bạn nào có đáp án là 4. Ok các bạn ơi, comment ngay xuống phía dưới và nhấn ngay nút like cho mình để có thể nhận ngay phần quà các bạn nhá. Ui, cái hộp quà xe xí nhờ. What the fuck. Cứu. Mày làm sao? Chết rồi. Mày làm sao?
mày làm sao? Mày làm sao? Thanh Diêm Diệt Quỷ đây, mày không thấy hả? Mày không thấy Thanh Kiếm Mục Quỷ hả? À, mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao này? Ây à, mày tàng hình này. Ok. Giời ơi, đang nói chuyện dở giật cá mình mới có lỡ này. Ok, và cảm ơn các bạn nhá. Và bây giờ thì trong quá trình mình sẽ qua C3 để mình farm quái. Và trong quá trình mình farm quái thì mình sẽ vứt cốt cho màn hình. Ok, các bạn hãy theo dõi từ từ và cảm nhận, và hãy lấy cốt vào nhập cho mình nhá các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.